Chaewon yêu cầu chồng cắt đứt quan hệ với bạn thân càng sớm càng tốt. Không ngờ anh ta lại trả lời như thế này. Tại sao? Tại sao anh phải làm vậy? Chaewon không dám tin vào đôi tai của mình. Sao anh ta có thể trơ trẽn như vậy? Đáng lẽ phải nên nói xin lỗi cô đầu tiên. Tuy nhiên Sun Jong chỉ đơn giản nói rằng anh ta và Jun Jin đã hẹn hò nhau cũng khá lâu rồi. Cả hai trả tiền thuê nhà và vào ở căn hộ đứng tên bố cũng được khoảng 3 tháng rồi. Nhờ ơn Chaewon tài giỏi mà ai cũng biết mặt hai người bọn họ, nên cả hai không thể hẹn hò công khai được. Bây giờ Chaewon mới nhìn thấy bộ mặt giả tạo của chồng mình. Không ngờ Sun Jong lại đệ đơn ly hôn, anh ta mong rằng càng sớm càng tốt. Chaewon không hiểu, cô sống chết làm việc vì cái gia đình này, tại sao lại đối xử như vậy với cô? Sun Jong cảm thấy rất buồn cười sau khi nghe điều này. Anh ta cho rằng Chaewon làm việc chỉ vì bản thân của cô, bỏ mặc bố mẹ, đến cả con gái cũng bỏ mặc. Nói đúng ra, cô hy sinh gia đình để đạt được địa vị như bây giờ. Vậy tất cả là lỗi của em hả? Không, anh công nhận lỗi lầm của mình. Thế nên anh mới yêu cầu ly hôn, anh không cần gì hết. Chaewon cảnh báo Sun Jong, tuyệt đối không được mang con gái đi. Tuy nhiên Sun Jong nhắc nhở vợ, đừng kiện tụng gì cả, hãy coi như là vì con gái. Thực ra Chaewon muốn biết lý do thực sự, tại sao chồng lại đối xử với cô như thế. Hãy nói ra tất cả những gì anh đang giấu cô. Sun Jong đang định nói ra điều gì đó, tuy nhiên anh ta đã nuốt lại, rồi lấy lý do mình đã yêu người khác. Chaewon đương nhiên không thể chấp nhận được, cô nhặt chiếc cốc lên và đập vỡ nó thành từng mảnh. Nó thậm chí còn làm sức mặt Sun Jong. Sun Jong liếc nhìn Chaewon với vẻ mặt ghê tởm, anh ta trực tiếp rời khỏi nhà. Sáng ngày hôm sau, Chaewon bàng hoàng nhìn thuốc trừ sâu ở trong tủ. Cô cứ nghĩ về lúc mình còn nhỏ, việc người mẹ tự tử không rõ nguyên nhân đã mang lại tổn thương tâm lý rất lớn cho cô. Dù Chaewon không muốn tha thứ cho Sun Jong, nhưng dù sao anh ta cũng là người bố tốt của con gái. Vì vậy cô muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này. Việc Sun Jong đệ đơn ly hôn, thực ra anh ta đã chuẩn bị từ lâu rồi. Người bạn của anh ta không hiểu, rõ ràng Sun Jong được nhờ vợ như thế, tại sao lại quyết định ly hôn. Sun Jong thú nhận rằng đã kết hôn được 20 năm, mọi người đi theo anh ta đều gọi bạn trai Chaewon, chồng Chaewon, như vậy quá đủ rồi, bây giờ anh ta chỉ cần ly hôn. Sau đó Sun Jong đến thăm bố vợ, anh ta mang theo rất nhiều thực phẩm bổ sung, quan tâm đến việc bố vợ có ăn uống tốt không. Có điều anh ta không đề cập đến việc ly hôn. Chaewon vẫn đến công ty đúng giờ, chiều nay cô đến gặp mặt luật sư. Luật sư bảo cô không cần lo lắng về tài sản. Chaewon hỏi luật sư về quyền nuôi con, luật sư cho biết quyền nuôi con thì hơi khác một chút. Nếu có sự nỗ lực trong một quá trình nuôi con hàng ngày và có sự thân thiết với con cái, đồng thời được tòa công nhận, thì sẽ cung cấp cho con một môi trường giáo dục lành mạnh hơn. Người có lỗi dẫn tới ly hôn cũng có thể có quyền nuôi con. Chaewon ngay lập tức trở về nhà, tìm nhiều bằng chứng người chồng đã hủy hoại cuộc hôn nhân, kiểm tra tình hình tài chính của anh ta, tìm bất cứ thứ gì gây bất lợi cho việc giành quyền nuôi con. Chaewon bất ngờ phát hiện ra máy tính của Sun Jong, lúc cô ấy đang kiểm tra thì nhận được một email ẩn danh. Chaewon lo lắng bấm vào xem, hóa ra là video thân mật giữa Jun Jin và Sun Jong. Đồng thời lúc này, Sun Jong đến nhà của Jun Jin, phát hiện có một chiếc ghế thỏ, hóa ra Jun Jin đã mua nó và cố tình đặt nó ở đó. Đồng thời lo lắng vết thương ở trên mặt của Sun Jong, vì quá cảm động, anh ta ôm lấy cô ta, nói rằng mọi chuyện bây giờ đã kết thúc. Tuy nhiên Jun Jin hỏi rằng, từ giờ ba người có thể chung sống với nhau rồi đúng không? Sun Jong không có trả lời. Jun Do phát hiện ra, hôm Sung Gu liên lạc với Chi Jong, anh ta còn liên lạc với Sun Jong, cũng có thể nói không phải Sun Jong giả làm anh trai Chi Jong. Đồng thời lúc này Chaewon đồng ý ly hôn. Sun Jong không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế. Chaewon cảm giác chỉ còn mỗi mình cô đang luyến tiếc, vậy nên hãy kết thúc trước khi làm tổn thương nhau nhiều hơn. Nói xong, cô đưa ly rượu cho Sun Jong. Chaewon nhấp một ngụm trước, thấy vậy Sun Jong cũng không suy nghĩ nhiều mà uống hết ly rượu. Tuy nhiên một lúc sau độc tính bộc phát, Sun Jong đau đớn nằm dưới mặt sàn, cầu xin vợ cứu mình. Chaewon ở một bên chỉ thờ ơ nhìn anh ta. Đột nhiên Chaewon tỉnh dậy sau một giấc ngủ, hóa ra cô ấy đã uống quá nhiều thuốc ngủ, mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Chaewon ngay lập tức lao vào nhà bếp, đổ toàn bộ chất độc xuống cống. Sáng ngày hôm sau, bố dượng đưa cháu gái trở về nhà. Người bố nhìn thoáng qua, có thể thấy tình trạng của con gái có gì đó không ổn. Một mình ông bước vào phòng ngủ, phát hiện căn phòng rất bừa bộn. Bố dượng biết bệnh của con gái lại tái phát, ông ấy ngập ngừng hỏi con gái, dạo này cô và con rể có chuyện gì không? Anh ấy nói gì với bố à? Không, không có gì cả. Người bố nhất thời không biết nói sao, chỉ có thể tìm một cái cớ và đi ra khỏi nhà. Sau khi đi ra bên ngoài, ông ôm mặt khóc lóc thảm thiết, ông tự trách mình. Hóa ra lúc con gái còn đi học, bởi vì bệnh tâm thần của con gái, các phụ huynh đã cùng nhau phản đối việc con gái học tại trường. Nhưng bố dượng cho rằng con gái không có lỗi, vấn đề là nằm ở những người xem người bệnh là kẻ phạm tội. Chiều hôm đó, ông đưa con gái về nhà. Trên đường đi con gái tỏ ra không bao giờ muốn đến bệnh viện nữa. Không ngờ bố dượng không những đồng ý, mà cũng quyết định chuyển con gái sang trường học khác. Sau đó đổi tên và sống ở một nơi không ai biết đến con gái. Ông ấy nghĩ rằng chỉ cần uống thuốc đầy đủ, rồi sẽ không ai biết về căn bệnh này. Tuy nhiên tên của con gái khi đó không phải là Chaewon mà là Jun Jin. Ông ấy dặn Jun Jin không được nói với ai về việc này. Sau này ông sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa lành vết thương trên tay cho Jun Jin. Nghĩ đến đây, bố dượng không khỏi rơi nước mắt. Buổi chiều Sun Jong trở về nhà, sau khi bố dượng đưa cháu gái đi học,
Sun Jong hỏi vợ vẫn chưa suy nghĩ xong à? Anh ta mong Chaewon hãy cho mình được nuôi con gái. Ngoài ra anh ta không cần gì hết, tài sản của cô anh ta cũng không cần. Chaewon từ chối ngay mà không suy nghĩ. Mặt khác Jun Chin đến trường mẫu giáo, bí mật ngắm nhìn cô bé. Và lúc này Chaewon đã đi đến buổi họp báo. Cô tình cờ gặp Jun Do, đột nhiên có tiếng động lớn. Chaewon cảm thấy rất sợ hãi, vài mảnh ký ức cứ hiện về trong tâm trí cô. Lúc rời khỏi hiện trường, Chaewon đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Hóa ra Chaewon đã gặp Jun Do trước khi cô ấy nổi tiếng. Nhiều năm trước cô ấy đang uống thuốc để chứng rối loạn lưỡng cực. Chủ tịch Khôn bất ngờ bước vào phòng, Chaewon sợ hãi đánh rơi lọ thuốc xuống sàn. Jun Do khi đó thừa nhận rằng mình đã vô tình làm đổ thứ gì đó. Thực ra là anh bí mật dọn dẹp những viên thuốc đó đi. Đó là lý do tại sao không ai phát hiện ra manh mối. Trùng hợp là Jun Do biết loại thuốc này. Sau đó Jun Do an ủi Chaewon không nên dùng quá nhiều thuốc giảm đau. Cả hai vô tình trò chuyện rất lâu, các triệu chứng của Chaewon cũng thuyên giảm đi. Lần sau gặp lại, Chaewon hứa sẽ trả ơn anh ấy. Tuy nhiên Jun Do đã nói với Chaewon, cô đã hứa với anh rồi đấy nhé. Chaewon có đôi chút không hiểu lắm, cuộc gặp gỡ giữa hai người đã kết thúc như vậy. Thực ra Jun Do còn biết một người tên là Chaewon, anh ấy giữ bảng tên của cô ấy từ khi còn đi học. Rất có thể cả hai người bọn họ học cùng trường. Cũng có thể nói, Jun Do biết tên thật của Chaewon là Jun Chin. Trên đường trở về nhà, Chaewon nhận được một cuộc gọi từ trường mẫu giáo. Hóa ra hôm nay Jun Chin đã đến trường đưa con gái đi chơi, thậm chí còn nói mình là người sẽ kết hôn với bố của cô bé, vậy nên đến để chào hỏi trước và sau này có thể sẽ là người đưa đón cô bé. Chaewon chỉ muốn biết chồng mình có biết chuyện này không. Giáo viên nghĩ anh ta cũng biết, giáo viên cũ của cô bé cũng nói đã từng nhìn thấy Jun Chin mang các đồ dùng cần chuẩn bị tới theo lời của Sun Jong. Nghĩ tới đây, cảm xúc của Chaewon hoàn toàn sụp đổ. Con gái là điểm mấu chốt cuối cùng của cô ấy. Cả hai người đó đã đạt đến điểm này, đã đến lúc cô phải chiến đấu trở lại. Chaewon ngay lập tức liên lạc với Taechu, đưa cho ông ấy một USB. Taechu hỏi Chaewon có chắc là không hối hận không. Sáng ngày hôm sau, cảnh sát đã thông báo với Jun Do, bởi vì Sung Woo có rất nhiều khoản nợ. Ngoài ra, tại hiện trường cũng không có dấu vết xô sát, ngay cả dấu vân tay cũng bị xóa sạch, vì thế được cho là tự sát. Ngày hôm đó, camera an ninh cũng không ghi hình. Tuy nhiên ngay sau đó, cảnh sát đã liên hệ với Taechu, kể cho ông ấy nghe mọi chi tiết của vụ án. Trên thực tế, Taechu đã lấy được video giám sát ngày hôm đó và phát hiện một người rất khả nghi. Đồng thời lúc này, thư ký báo cáo với chủ tịch Khôn, vụ án của Sung Woo đã khép lại do khó khăn về kinh tế. Hệ thống camera an ninh đã được xử lý. Sun Jong và Jun Chin cùng nhau dùng bữa và suy nghĩ về tương lai. Bọn họ dự định sẽ chuyển đổi sang một ngôi nhà lớn hơn. Chuyển cảnh, Jun Chin bận rộn chào đón khách tại buổi triển lãm nghệ thuật. Chaewon nhớ lại ngày hôm đó, lúc mối quan hệ giữa hai người còn tốt đẹp. Jun Chin từng nói rằng cô ta không có tài kinh doanh như Chaewon, cũng không có người chồng yêu thương, không có cả cô con gái xinh đẹp. Bức tranh là tất cả và là đứa con tinh thần của cô ta. Chaewon gọi điện thoại, thông báo cho đối phương mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Sau đó cô ngồi ở ghế VIP. Sau khi Jun Chin nói xong, cô ấy nháy mắt với người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình mời đại diện công ty lên phát biểu. Trước tiên Chaewon đánh giá cao bức tranh của Jun Chin, sau đó đưa cho cô ta một túi tiền như phần thưởng trước mặt mọi người. Chaewon bảo Jun Chin mau nhận nó, làm việc rồi thì phải nhận lương. Đương nhiên Jun Chin không thể chịu đựng được việc mình bị sỉ nhục như thế này. Cô ta hỏi Chaewon định như vậy sao? Nhận tiền rồi thì im mồm đi. Còn chưa đợi Jun Chin phản hồi, Chaewon đã cảnh báo cô ta. Bản thân cô đã quyết tâm sẽ không để bị lừa và bị thao túng nữa. Thế nên Chaewon cũng đang định đổi bức tranh này sang bức khác, miễn sao cho đúng gu của cô. Sau đó cô cầm trên tay một thùng sơn đen, không chút do dự đổ sơn lên bức tranh. Đồng thời lúc này, Sun Jong bị bắt vì làm rò rỉ thiết kế của công ty DZV. Đúng lúc Chaewon gọi điện cho anh ta, và cô ấy đang ngồi xổm trước mặt Jun Chin. Chaewon bảo anh ta không cần phải hoảng hốt, vì việc này vẫn chẳng là gì so với việc hai người đã làm. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, cô sẽ cho hai người biết sẽ phải trả giá như thế nào nếu động vào con gái của cô.